Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị trở lại với shop Beta HCM. Thì được anh chị ủng hộ rất là nhiều trong cái đợt cá F1 sẽ có vừa rồi. Hôm nay em lên tiếp cái đợt cá mới nha anh chị. Thì đợt cá hôm nay là em lên 25 con trống để cho anh chị mình lựa chọn nha. Thì em lưu ý, anh chị lưu ý nha. Ở đây là những con này anh chị mà nhận thì đều là những cái con F1 và size rất là lớn, chứ không phải là dòng Gian hay là Gian 50 nha anh chị ha. Size cực kỳ lớn luôn, từ 5 xăng tm cho tới khoảng 6 xăng. Thì kích thước ở đây là luôn đuôi ha anh chị. Thì có một con trong clip hôm nay là nó bự nhất, thì nó khoảng 6 xăng hoặc nhít hơn luôn anh chị đó. Nên em sẽ có ghi dú cái con đó trong clip. Con đó là một con Yellow Galaxy, và cá này đa số đều là khoảng tầm 4 tháng, khoảng tầm 4 tháng cá anh chị ha. Thì em cũng có nói rồi là nuôi trong môi trường tốt, kích thước rộng nên thành ra nó rất là bự ha anh chị. Thì nói chung là những cái con F1 này á, thì sẽ có những cái con mà nó giá tầm trung. Thì tại sao? Thì những con F1 mà ép ra rồi á, thì có nhiều con cái form nó đẹp, có những con thì đa số là form nó cũng bình thường thôi. Quan trọng chủ yếu là những cái hàng F1 thì nó nghiêng về là màu sắc là chủ đạo ha anh chị ha. Thì còn những cái con nào mà form đẹp á thì giá nó sẽ cao ha anh chị ha. Đối với những con X3 như vậy nè, thì form nó cũng dạng tương đối ha anh chị ha. Con này là nó cũng trong cái bầy là Nemo Multi ra nha anh chị, chứ không phải là nó là con thần Corret đâu. Nói chung là đây là những con trong bầy Nemo Multi ra hết á. Thì bên em á, là anh chị nào mình bắt trống thì mình sẽ được tặng máy ha. Anh chị muốn bao nhiêu con trống sẽ được tặng bấy nhiêu con máy. Ví dụ như mua 2 con là được tặng 2 máy. Nhiều khi anh chị mua 3-4 con là nhiều khi được tặng thêm cái trống nữa. Nói chung là đối với những khách hàng quen thường em hay tặng thêm đó. Trong quá trình vận chuyển cá sẽ tái màu ha anh chị ha, nên anh chị thả ra giúp em khoảng 30 phút thì từ từ nó sẽ đậm màu lại. Còn những cái con này á, anh chị nhìn phải nhìn ở ngoài thì anh chị mới biết được nó bự như thế nào và cái màu nó đậm như thế nào nha. Một lát á, sẽ có những cái con màu nó gần như là nó phải gần cỡ những con cá thái luôn anh chị. Nếu mà em nói như con cá thái luôn thì nhiều sợ nhiều anh chị bắt bẻ, nhưng mà nó đậm dữ lắm. Mấy con này nè, tuy là cái nành cam thôi nhưng mà nó cũng cực kỳ đậm luôn ha, rất là đẹp, màu rất là chất luôn. Thì gần đây là em thấy cái phong trào chơi lại cái con Nemo mà có nền đen anh chị, thì được anh chị rất là yêu thích. Nó được gọi là con lách Nemo đó anh chị. Thì trước đây á, người ta chơi cá thì có rất là nhiều những cái thông tin sai lệch. Em cũng nói rồi là nhiều người nó là con Nemo hoặc là tất cả những con cá khác mà có nền đen là bị nhiễm ha. Rồi bây giờ rõ ràng rồi, trong có câu trả lời cho vài năm sau thì bây giờ cái nền đen em cũng nói đi nói lại rồi, cái nền đen á nó làm bật cái tông, những cái tông màu khác con cá lên rất là đậm. Nếu mà con chị để những con mà có nền đen rồi thì có thể là màu đỏ hoặc là màu xanh hoặc là màu vàng của nó sẽ cực kỳ đậm luôn. Nên bây giờ đa số là anh em bắt đầu đổi qua phong trào là chơi nền đen. Nói chung là cái đẹp nó phụ thuộc vào từng cái giai đoạn anh chị. Có thể là ở thời điểm hiện tại cái màu này nó không đẹp, nhưng mà có thể đâu biết đâu là tầm một năm sau thì cái màu đó lại là màu hiếm và được rất là nhiều anh chị yêu thích. Nó lại nó như vậy anh chị ha. Em cũng đã trước cái thời gian cách đây mấy năm thì em cũng dành thời gian mà để mà nói đi nói lại cái vấn đề là màu đen là không phải nhiễm rồi. Tại vì cũng bản chất cái con coi màu đen là cái sắc tố của con coi, con nào cũng phải có màu sắc tố đen ở trong người hết trơn á. Và kể cả những cái con cá mà nhập Thái hoặc là Indo thời trước thì đều ra những cái con cá có nền đen. Chỉ có một vài người sai lệch thông tin á, nên là chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình không biết rõ, nên thành ra là lúc đó là bị cái tình trạng là nói cái con đen có màu đen và bị nhiễm, thành ra là lúc đó là giá những cái con đó sẽ bị giảm. Tuy nhiên là bên em vẫn rất là kiên định, nên thành ra là em làm từ trước tới nay là đều có cái nền đen, tại vì em thấy con cá có nền đen rất là đẹp. Anh chị thấy như mấy con này không? Anh chị để ý nha, có cái nền đen vô, những cái màu cao rồi đó nó cũng rất là đậm. Rất là đậm luôn. Con này thì tuy là F1 nhưng mà cái form kinh khủng á. Thì cái vấn đề mà tại sao em có thường nói những cái con mà hàng Thái á, anh chị có thể bỏ tiền ra, có thể vài trăm hoặc là tốn tiền truyền tiếp vài trăm nữa. Có thể là anh chị có tiền mình có thể mua được những cái con cá nhập trực tiếp đẹp là bình thường, không có gì hết chứ. Nhưng mà quan trọng khi mà ép về ha, anh chị ép ra con cá cha cá mẹ đẹp đúng không, nhưng mà anh chị ép ra chưa chắc cái đời con cái form nó đẹp đâu.
Đó là lý do tại sao thì thường những con F1 cái form nó tương đối rồi anh em bắt đầu và hoặc là đá với những con máu Việt á. Trước đây thì em cũng có đá với những con máu Việt á, nên chị để ý những cái bộ form nó sẽ ổn định từ từ ha. Nói chung cá Việt mình làm bộ form, anh em Việt Nam làm cái bộ form rất là đẹp. Bộ màu thì có thể là không bằng Thái nhưng mà bộ form cực kỳ đẹp nha anh chị ha. Đó, thì ở đây là những con F1 đó. F1 là cha mẹ nhập ha anh chị ha. Rồi anh chị có thể đá với những con ca máy ở nhà mình hoặc là những con máy em tặng cho anh chị đó, mình đá về mình sửa form từ từ thì đời con của mình nó sẽ được cải thiện. Còn nghiêng về con coi á, theo em thì cái tiêu chí đánh giá đầu tiên ở đây là màu sắc. Toàn bộ cá ở đây em nói luôn là form sẽ tương đối thôi anh chị ha. Như những cái con số 10 vậy là gọi là quá ok rồi. Còn mình xét nét về form mà chuẩn mà đuôi mà móc hay cái này kia tiêu chuẩn chuẩn quá để đi thi thì rất là khó ha. Và nếu mà có những con như vậy màu đẹp, form đẹp, cực đẹp mà đủ tiêu chuẩn thì tất nhiên là giá nó không có thể những cái giá như vậy rồi. Đó, thì trong những cái cuộc thi những con đạt giải á, giá nó tầm 2-3 triệu trở lên anh chị. Người ta mua tại cái giải luôn. Còn giá vài trăm thì có thể là cái form không có gắt tới mức đó đâu nha. Những cái con này là quá ok rồi để mình chơi rồi. Những cái bé này nó không những là nó dài mà nó còn bự về cái chiều ngang và nó mập, nó dày con cá rất là nhiều. Anh chị có thể nhận ở ngoài anh chị mới biết cái độ bự, độ khủng của nó như thế nào. Ở đây tất cả đều là những con cá tơ. Anh chị yên tâm không có chuyện mà bán con cá già cho anh chị nha. Anh chị thấy những cái con này không? Nó còn chưa đủ màu hết. Đối với dòng coi thì bắt đầu từ bèo lắm. 3 tháng là những con mà cực kỳ trội ở trong bầy mới bắt đầu là có đủ màu ha anh chị ha. Và cái gen phải tốt thì 3 tháng mới đủ màu. Tuy nhiên là mình phải form thêm tầm 3 tháng rưỡi, bèo lắm là 3 tháng rưỡi thì bắt đầu có chia. Còn những cái con này á, mặt bằng chung nó phải từ 4 tháng. Đa số những cái con coi là phải từ 4 tháng trở lên ha. Nếu anh chị nào mà làm thêm con coi red nữa là bắt đầu nhiều khi là tháng thứ 5, thứ 6 mới có đủ màu. Thì nên cái chuyện mà con cá 4 tháng em cũng khẳng định luôn với anh chị là con cá rất là bình thường, không có gì mà là già hay gì hết. Thì dòng coi này mình chơi có thể tới tháng 8, tháng 9 lận thì cái gì nó vẫn giữ được cái màu sắc ha, và thậm chí nó còn đậm nữa. Thì qua bắt đầu tháng thứ 10 bắt đầu trở đi thì mắt cá nó bắt đầu xuống, nhưng mà tới tháng thứ 10 là không biết lúc đó anh chị mình đã làm đã biết bao nhiêu bầy cá rồi. Ví dụ như mình ép 3 lần đi, một lần mình có thể là tầm 300 con nhưng mà giữ số lượng không được thì cho tầm 100-200 con thôi. Đó, thì 3 lần thì cũng mấy trăm con rồi, chơi kiểu nào hết anh chị. Đó. Rồi, con này thì cũng rất là đẹp luôn. Con này thì bảy Galaxy rất là nhiều. Những cái đợt mà em lên F1 xây cối này em cũng có chia sẻ với anh chị rồi là hàng này là em hàng nhập của anh khác nên thành ra là số lượng nó không có nhiều. Nên lần nào mà em lên những cái con này á cũng được anh chị ủng hộ cực kỳ nhiều luôn. Mà tiếc một cái là không có số lượng anh chị. Nếu mà có số lượng thường xuyên thì nó cũng cũng đỡ ha. Không có số lượng. Nên mà khi mà qua những cái đợt mà sai cối như vậy anh chị tìm thì có thể là đợi thì tầm 2-3 tuần hoặc có thể là 1 tháng như cái đợt rồi nó phải bị gián đoạn. Nó bị gián đoạn khoảng tầm 1 tháng mấy 2 tháng thì mới có lại những con này. Thì bản chất là anh này anh không phải là trại, anh làm số lượng rất là ít. Rồi bé này trong phân khúc 200 anh chị ha. Đó. Rồi con này trong phân khúc 400 quá đẹp anh chị. Con này là một con multi candy nhưng mà nó nghiêng giống như những con metallic hiện tại ha, giống như con metallic bên Indo hiện tại, nhưng mà con này không phải là trong bầy metallic đó nha, nó là có một cái con máu Thái chứ không phải nghiêng về Indo. Cái con ở trong thì hổm rồi em cũng muốn quay bán lắm rồi đó. Con cá là bữa hổm em để em bắt nó làm sao nó bị rách cái đuôi nên chắc phải để tầm 2 tuần nữa thì con đó mới rồi có lành. Rồi đây là một cái con mà em có lưu ý trong clip hôm nay. Con này nó cực kỳ khủng nha anh chị, màu nó chưa đủ nữa mà nó quá trời nó bự luôn. Có thể là nó khoảng tầm hơn 6 xăng luôn á, luôn cái đuôi nó rất là bự. Cái con cá ở trong nó đã hơn 5 xăng rồi mà con này nó bít con cá ở trong luôn. Con này rất là kinh khủng luôn ha. Nếu mà cái con này á, em nói con Jan luôn, nhiều khi anh chị cũng không biết nữa. Em vẫn rất là nhận đây, nhiều anh chị hỏi em có dòng Jan không. Nhưng mà hiện tại là dòng Jan bên em không có ha. Có thì có những con Jan 50 thôi, có sao thì nói vậy anh chị. Đó. Khi nào mà em có những con danh thuần á thì em sẽ báo cho anh chị ha, còn hiện tại không có. Và đặc biệt bé này không phải là danh luôn, không phải danh, cũng không phải danh 50 luôn, nhưng mà nó sai rất là lớn. Nên anh chị nào mình thích mà những con đột biến kiểu như vậy á thì có thể chọn con đó nha. Con đó về mà nuôi tầm tháng nữa không biết nó cỡ nào luôn, nhưng mà theo em á, những cái dòng thuần á dù cho nó có đột biến như thế nào đi nữa nó cũng đạt tới kích thước của tầm
6 xăng rưỡi là cao anh chị, khó mà đạt đến kích thước 7 xăng lắm, khó lắm. Có thể là anh chị nuôi nó mập ra thôi, chứ khó đạt kích thước 7 xăng ha. Còn ví dụ như những con da 50 á, thì nó có thể đạt tới khoảng 8 xăng. Còn những con da thần thì nó có thể là từ 10 xăng chí hơn một xíu luôn nha anh chị. Rồi bé số 17 ha, à, con này trong phân khúc 250. Đó, những cái con F1 mà form như vậy thì quá là ok rồi ha. À, con này thì nó nghiêng về form một xíu. Nếu mà con này màu đẹp một xíu nữa thì rất là ngon rồi. Sao? Là con này có thể giá từ 400 trở lên đó anh chị. Con này màu nó cũng dạng tương đối thôi. Anh chị nào mình thích Citadui á thì có thể chọn con này. Con này thì nghiêng về form để cho anh chị nào mình cải thiện cái bộ dáng, bộ hình thì có thể chọn con này ha. Màu này thì màu cam. Con này cũng là một cái con multi, đa số những con trên clip hôm nay đều là multi không à. Bây giờ anh em làm cá cũng chủ đạo là em thấy là đa phần á, ai cũng làm kiểu multi anh chị. Trừ khi những trại mà làm nghiêng về bán cho học sinh á, thì người ta không có làm multi anh chị. Tại vì anh chị biết sao, khi mà làm những con multi á, thì giống như em nè, em bán lẻ được thì em mới làm multi, tại vì khi đó cái tỷ lệ lọi trong bầy nó sẽ cao. Còn mà mình không bán lẻ được, mình bán sỉ có mấy chục ngàn, hai ba chục gì đó, thì mình sẽ bị lỗ, bán cho học sinh thì sẽ bị lỗ ha. Nên thành ra những cái trại mà nghiêng về bán cho hàng học sinh đó, thì người ta sẽ làm những con nghiêng về classic nha anh chị ha, nghiêng về màu mảng là nhiều đó. Thì khi đó những cái con đó cái tỷ lệ giữ trong bầy, người ta chỉ quan trọng cái tỷ lệ giữ trong bầy thôi, nó sẽ cao và người ta sẽ lấy được cái số lượng ha. Còn khi mà làm mà những con multi như vậy á, thì loại cao quá không ra số lượng thì người ta sẽ bị lỗ á, là như vậy. Rồi mã số 19, con này là con cũng khá đặc biệt luôn. Con này nó nghiêng về giống như một con phai vậy anh chị ha. Đó, nghiêng về giống như con phai luôn, khá độc á. Con này trong phân khúc 400, con này chắc khoảng hơn 5 xăng anh chị. Không có con nào trong clip hôm nay mà dưới 5 xăng đâu, anh chị yên tâm. Ở đây kích thước là em nói là luôn đuôi ha. Nhiều khi là em sợ anh chị mình mới theo dõi mình sẽ không biết, nên thành ra tất cả thông tin em đều có ghi cụ thể trên clip rồi. Rồi bé 20, con này cũng đẹp. Con này thì nó là một con Neon Galaxy ha anh chị ha. Form cũng khá là ổn luôn. Con ở trong thì đẹp quá trời luôn, tự nhiên cái bị rách cái đuôi, phải đợi tới khoảng tầm 2 tuần nữa nó mới bắt đầu có lành được. Tại vì nó, ví dụ như con cá mà bị tét đuôi anh chị thì nó sẽ lành rất là mau, nhiều khi là tầm 1 đến 2 ngày là nó bít lại liền à. Còn con cá mà nó bị mất một cái mảng á, thì nó phải có thời gian lâu hơn. Rồi đây cũng là một con Corret nha, vảy nhuyễn, rất là đẹp, size khoảng hơn 5 xăng luôn. Mắt trắng, ôi một con này độc nha, con này một mắt đen một mắt trắng. Phong gồng rất là lực. Đa phần bây giờ em thấy là cũng ít người làm Corret anh chị, tại vì làm nó rất là lâu, nó thì giá nó cũng không có cao hơn được những con Nemo multi bây giờ. Thì hiện tại là những con multi đang hot hơn một xíu, nên ra là giá những con này nó không có cao được hơn. Nếu mà có gì đó đặc biệt lắm thì nó mới cao thôi, mà cái thời gian làm thì rất là lâu và tỷ lệ lọi nó cũng cao nữa. Thành ra bây giờ em thấy là đa số anh em á bắt đầu làm ít cái bộ này lắm. Nhưng mà theo em dự đoán thì có thể là trong năm sau á, cái dòng này nó bắt đầu sẽ hot lại. Thì em có cái suy nghĩ là những cái gì mà nó hiếm hiếm á thì mình cứ duy trì nó đi á, thì sẽ có một lúc nó sẽ lên lại thôi. Giống như hiện tại á, những con Black Nemo như em nói đó, trước đây sẽ là bị chê là không có giá, nhưng mà hiện tại là có đang có phong trào, em thấy là cũng có nhiều anh em bắt đầu làm rồi đó. Thì bắt đầu có phong trào những cái con Black Nemo, bắt đầu là bây giờ làm những con mảng đen thì lại có giá anh chị ha. Biết đâu sau này những con nành vàng nó lại không có giá bằng những con nành đen thì sao, đúng không? Rồi bé số 22 trong khúc 350, con này thì nghiêng về vảy nhuyễn ha, chấm ability luôn. Nếu mà nhìn kỹ anh chị thấy những cái galaxy của nó ở trên mình có rất là nhiều, ở trên nó anh chị thấy không, nó rất là nhiều luôn, không chỉ là những cái galaxy lớn mà có những cái galaxy nhỏ nữa. Thì những cái con mà vảy nhuyễn á với dòng Nemo thì số lượng nó rất là ít, và đặc biệt nó lên màu cũng rất là lâu nữa. Cái vấn đề này thì em cũng hay chia sẻ với anh chị rất là nhiều. Thì trong quá trình vận chuyển, nếu mà con cá nó có vấn đề anh chị cứ báo cho em nha. Đó, cứ báo sớm cho em thì bên em sẽ có bảo hành cho anh chị ha. Còn ví dụ như mình nhận cá mà 2-3 hôm sau anh chị mới báo em thì lúc đó là em không biết sao xử lý ha. Ví dụ như con cá mà có vấn đề cứ báo em liền ngay lập tức, thì em sẽ bảo hành cho anh chị luôn tới 1 tuần. Chị cứ yên tâm, nhận con cá mà lỡ yếu
hay gì đó, em sẽ có cách hướng dẫn cho anh chị cách chăm, cách dưỡng trong tuần đó không hết, nhắn em số tài khoản, em chuyển khoản lại ngay lập tức cho anh chị, hoặc là trong clip hôm sau anh chị ưng con nào em có thể là gửi lại con đó cho anh chị ha, và mình không có tốn thêm cái đồng nào nữa hết. Thì tất cả mọi thiệt hại thì em không bao giờ muốn khách hàng em bị chịu nha. Rồi sẵn đây em cũng nói thêm về những cái con máy mà em tặng cho anh chị ha. Đa số thì là những cái con máy tơ ở trong bầy, nên chị sẽ không có sợ cái vấn đề là cá bị trùng huyết hay là gì hết ha. Cá nhận ra chị sẽ biết được nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Thì máy anh chị có thể dưỡng tầm 10 ngày tới khoảng 2 tuần mình bắt đầu có thể ép nha. Nhiều anh cũng hỏi em là có cách nào mà dưỡng cá máy nó căng trứng không ha. Thì ở đây là em có hai cách. Thứ nhất là anh chị nuôi những con máy này chung trong một cái hồ, và cái hồ này nó rộng một xíu, anh chị cho ăn. Thì những cái con này nó ở gần, ở trong bầy á, ở trong cái hồ chung vậy thì nó sẽ rượt đuổi với nhau, thì nó sẽ ăn nhiều hơn và nó sẽ mau lên trứng. Còn cái trường hợp thứ hai đó chính là mình có thể tách những con máy này mỗi con một hũ ha, và cho nó kè 24/24 luôn. Có nghĩa là mình không có dán keo lại, để cho những con máy này nó kè với nhau, thì nó sẽ háo ăn một xíu và nó sẽ mau lên trứng ha. Và khi mà mình dưỡng cá mái á, thì mình có thể sử dụng những cái mồi như là trùng chỉ, bo bo hoặc là trùng huyết. Thì những cái mồi tươi này sẽ kích thích con cá mái lên màu, rất lên trứng rất là nhanh nha. Còn anh chị nào mình mới chơi, mình chưa có cách biết cách ép hoặc là cách chăm cá con á, thì anh chị có thể nhắn với em. Khi nào mà mình ép á, em sẽ có clip hướng dẫn cho anh chị cách ép hết trơn luôn, và cách chăm cá con luôn. Em đã có những làm cái clip đó hết rồi. Thì ở đây cũng là mã số kế cuối rồi nha anh chị. Anh chị nào mình để yêu thích mã nào rồi thì mình có thể chọn cái đó và có thể nhắn tin trực tiếp cho em ha. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Hẹn gặp anh chị ở clip sau nha.